Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 2014. Hòa Long kính chào quý vị. Gia đình tử tù Hồ Duy Hải sẽ tiếp tục kêu oan. Sài Gòn mở chiến dịch truy quét người nghiện ma túy. Nhiếp ảnh gia Mỹ gốc Việt kể về bức ảnh biểu tượng hòa bình. Và một số tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một tử tù ở Việt Nam mới được hoãn thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc ngay trước ngày bản án được thi hành, sau khi người sử dụng mạng xã hội mạnh mẽ lên tiếng về nhiều điểm bất thường trong bản án đối với tù nhân này. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An hôm 4 tháng 12 đã quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, người bị cáo buộc giết hai nữ nhân viên bưu điện, sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Báo chí trong nước đưa tin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với bị cáo Hải. Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hồ Duy Hải cho biết bà đã cùng người chị đi kêu oan cho cháu trong nhiều năm qua. Bà kể lại với VOA về cảm xúc khi biết tin. Mừng lắm, mừng có như nào mà mình quá trình mình đi kêu oan xuyên suốt mấy năm nay á là mới được chủ tịch quan tâm chiếu cố trễ vài giờ đó là qua ngày năm tay là Hải tin tử hình rồi, mà mừng là mừng thục nổ luôn, mình cũng nói mà chết đi cũng được nữa. Giờ mẹ nó bất tỉnh mấy năm trước, hai chị em tôi đi từ Nam ra Bắc mà có ai gói gàng như thế mà ngá, kêu quan đọc đơn cũng không gặp lãnh đạo, quả thì má thì mừng một hồi cũng phải lo một chặng đường trước mắt, còn phải đi xuyên suốt kêu quan cho nó được, Hải được giám đốc thẩm, Hải nhà tôi là quan thật sự. Truyền thông Việt Nam đưa tin, ông Sang cũng đã chỉ đạo làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết oán oan sai hay không, và các cơ quan phải báo cáo với ông về kết quả điều tra trước ngày 4 tháng Giêng năm 2015. Hồi tháng 4 năm 2009, Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã y án tử hình mà Tòa Long An đã tuyên phạt bị cáo Hải trước đó về tội giết người và cướp tài sản. Sau khi có bản án tử hình, bị cáo và gia đình không xin Chủ tịch nước ân xá mà chỉ kêu oan vì họ cho rằng anh không có tội. Nhiều năm qua, gia đình bị cáo cho rằng trong quá trình điều tra xét xử, các cơ quan tố tụng đã bỏ qua hàng loạt tình tiết ngoại phạm của Hải và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. VOA không thể liên lạc được với thân nhân của hai nạn nhân để hỏi xem ý kiến của họ về việc hoãn thi hành án đối với bị cáo 28 tuổi. Các nhà quan sát ở trong nước nhận định, việc hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải là việc cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam phải có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm, án oan sai. Chính quyền Sài Gòn hôm thứ Sáu đã bắt hàng trăm người và đưa tới các trung tâm cai nghiện trong một chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội lớn tại thành phố này. Báo chí trong nước đưa tin, có khoảng gần 1.000 người lang thang có biểu hiện nghiện ma túy bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Giới chức địa phương được trích lời nói rằng, có hơn 600 người, trong số đó có xét nghiệm dương tính với ma túy, và sẽ được tạm giữ ở các trung tâm để cắt cơn, giải độc trong vòng 15-20 ngày, rồi đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đây được coi là cuộc truy quét lớn nhất trong nhiều năm qua ở Sài Gòn, với sự tham gia của hàng trăm người thuộc lực lượng an ninh thành phố. Một quan chức công an của thành phố cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện thành phố có hơn 19.000 người nghiện ma túy, tức là tăng hơn 7.000 người so với năm 2013. Báo chí trong nước không ít lần đăng tải các hình ảnh người nghiện ma túy tiêm chích ở nơi công cộng, nhất là công viên, gây lo lắng cho người dân. Theo truyền thông Việt Nam, con số người nghiện gia tăng nhanh chóng đã dẫn tới nạn trộm cắp và cướp của táo tợn trên nhiều đường phố ở Sài Gòn, ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Hiện thành phố này có tới 98 băng nhóm hoạt động, và trong năm 2014, chính quyền đã khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 4.000 người. Quan chức chính phủ từng lên tiếng yêu cầu chính quyền Sài Gòn không được để người dân thành phố phải lo lắng về tình trạng cướp giật mỗi khi ra đường. Một bức ảnh do một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi chụp khoảnh khắc một cảnh sát da trắng ôm ghì một thiếu niên da đen đậm nước mắt trong cuộc biểu tình ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, vừa qua đã được coi là một biểu tượng hòa bình ở Hoa Kỳ. Cho tới nay, bức ảnh của nhiếp ảnh gia nghiệp dư gốc Việt Johnny Nguyễn đã được chia sẻ hàng trăm ngàn lượt trên mạng xã hội, cũng như được các hãng thông tấn lớn đăng tải. Cảnh sát viên Brett Barnum cho các hãng tin Mỹ biết rằng, khi trông thấy Devontae Hart, 12 tuổi, cầm tấm biển Free Hugs, ôm miễn phí và khóc trước hàng rào cảnh sát dựng lên để ngăn chặn cuộc biểu tình ở Portland, ông đã gọi cậu bé người gốc Phi lại và hỏi rằng ông có thể ôm cậu được không. Anh Johnny đã ghi lại khoảnh khắc cảm động này, và đó là bức ảnh đầu tiên của anh được đăng báo. Anh Johnny nói với VOA, I've never been so inspired by so many strangers
Trước khi nào tôi lại cảm thấy mình được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ nhiều người lạ đến vậy. Rất nhiều người đã chia sẻ bức ảnh của tôi, truyền đi thông điệp đầy tích cực và niềm hy vọng giữa bối cảnh phẫn nộ và đau khổ khắp đất nước về vụ Ferguson. Đúng là tôi rất vui. Trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là bạo loạn tại nhiều thành phố ở Mỹ về quyết định của Đại bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ khí ở Ferguson, tiểu bang Missouri, nhiều người cho rằng bức ảnh đã trở thành một điểm sáng, lay động lòng người. Theo hãng tin AP, Devontae là một trong 6 em nhỏ được ông bà Hart, một cặp vợ chồng da trắng, nhận nuôi. Bà Hart cho biết, một ngày sau phán quyết của đại bồi thẩm đoàn, gia đình bà đã cầm các biểu ngữ viết Free Hugs tới trung tâm thành phố Portland để truyền đi thông điệp về lòng nhân ái và sự yêu thương. Bà cho biết người con trai nuôi của mình có tấm lòng vàng, nhạy cảm, và em đã nhiều lần đặt câu hỏi rằng liệu sau này khi lớn lên, em có gặp nguy hiểm vì màu da của mình hay không? Dù bức ảnh đã khiến nhiều người xúc động, tờ The Guardian của Anh đăng một bài bình luận nhận định rằng bức ảnh không phản ánh đúng thực tế về mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ. Thậm chí tờ báo còn cho rằng bức ảnh đã lừa dối người xem vì cậu bé da đen có mang theo tấm bảng Free Hug, mời gọi mọi người ôm và cảnh sát viên đã hỏi xem ông có thể ôm cậu được không. Tuy nhiên anh Johnny bác bỏ điều đó và nhấn mạnh rằng không có sự sắp đặt nào. Nhiếp ảnh gia 20 tuổi cho biết, bất luận ý kiến của mọi người ra sao về bức ảnh gây tiếng vang, anh sẽ tiếp tục sáng tạo để mang tới những bức ảnh nhân văn. Trung Quốc đã lên tiếng bênh vực chương trình Viện Khổng Tử được chính phủ tài trợ vào ngày thứ Sáu, sau khi có những nghi vấn được nêu ra ở Mỹ về tính minh bạch và ảnh hưởng của những viện này đối với tự do học thuật. Trung Quốc nói rằng các viện Khổng Tử của họ trên toàn thế giới được các trường đại học tự nguyện thành lập nhằm thúc đẩy việc học tiếng Trung Quốc và trao đổi học thuật, văn hóa. Nhưng các viện nghiên cứu này đã khơi lên lo ngại chúng đe dọa tự do học thuật, theo dõi hoạt động của sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài và truyền bá những mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh phủ nhận cáo buộc các viện Khổng Tử tại Mỹ can thiệp vào tự do học thuật và nói rằng tất cả các hoạt động trong lớp và văn hóa đều cởi mở và minh bạch. Hôm thứ Năm, Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ đã mở cuộc điều trần về việc liệu tự do học thuật có bị đe dọa bởi những viện Khổng Tử của Trung Quốc hay không. Dân biểu Chris Smith cho biết ông sẽ yêu cầu chính phủ duyệt xét lại những thỏa thuận của cả những cơ sở vệ tinh cho các trường đại học Mỹ ở Trung Quốc và các viện Khổng Tử tại Mỹ. Vào tháng 9, Đại học Chicago cho biết sẽ đình chỉ các cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng với viện Khổng Tử trên cơ sở của trường. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi phát triển nhanh hơn các loại thiết bị quân sự tiên tiến mới để giúp xây dựng một quân đội hùng mạnh, trong khi Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch hiện đại hóa đầy tham vọng khiến các nước trong khu vực lo lắng. Phát biểu tại một hội nghị kéo dài 2 ngày của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Tập nói rằng cải cách quân sự cần được hướng dẫn bởi mục tiêu xây dựng một quân đội hùng mạnh, Tân Hoa Xã cho biết vào cuối ngày thứ Năm. Ông Tập phát biểu, vũ khí tiên tiến là hiện thân của một quân đội hiện đại và là sự hỗ trợ trọng yếu cho an ninh quốc gia. Những hệ thống thiết bị hiện đang trong thời kỳ cơ hội chiến lược và đang ở thời điểm quan trọng để phát triển mau chóng. Ông Tập vẫn đang xúc tiến tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang 2,3 triệu binh lính của Trung Quốc, trong khi nước này phô bày sức mạnh trên những vùng biển tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Đông. Trung Quốc đã phát triển công nghệ chiến đấu cơ tàng hình, phi đạn chống vệ tinh và hiện có một hàng không mẫu hạm đang hoạt động, trong khi chi tiêu quốc phòng hàng năm dự kiến sẽ tăng lên 131,3 tỷ đô la vào năm nay, một con số mà giới phân tích nói không đại diện cho chi tiêu quốc phòng thực sự của nước này. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khởi đầu mùa lễ cuối năm tại thủ đô Washington hôm thứ Năm bằng lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh của quốc gia. Ông Obama với phu nhân Michelle, các con gái và mẹ vợ cùng hàng trăm người dân tham gia sự kiện thường niên được tổ chức cách tòa Bạch Ốc chỉ vài bước chân. Tham dự buổi lễ còn có tài tử Hollywood Tom Hanks. Trả lời phỏng vấn của thông tín viên VOA, Tom Hanks nói rằng dịp lễ cuối năm này dành cho tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới và từ mọi nền văn hóa. Ông chia sẻ, tinh thần của dịp lễ này là để mọi người yêu thương, tôn trọng và hiểu nhau hơn. Và ông gửi lời chúc Giáng sinh an lành đến khán thính giả của VOA. Buổi lễ năm nay là năm thứ 92 cây thông Giáng sinh được thắp sáng gần tòa Bạch Ốc. Truyền thống này do Tổng thống Calvin Coolidge khởi đầu vào năm 1923. Đã tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân nuclear reactor, một động thái khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Triều Tiên không phải là nước duy nhất phụ trách lây lan. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA.
Phần lớn cuộc tranh luận về di trú ở Hoa Kỳ tập trung vào các di dân gốc châu Mỹ Latin không có giấy tờ hợp lệ, có thể bị trục xuất. Có một nhóm người thường không được chú ý tới, đó là khoảng 1.300.000 di dân bất hợp pháp từ châu Á. Lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama ban hành mới đây sẽ cấp phép tạm hoãn trục xuất cho khoảng 400.000 di dân gốc Á đó. Nhưng đối với nhiều người hơn, tương lai còn vô định. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây từ miền Nam bang California. Peter Liu, một học sinh trung học, lo ngại cho tương lai của em. Liu từ Trung Quốc sang Mỹ vì trong nhà có người đau bệnh và gia đình em gặp khó khăn về tài chính. Em quyết định ở lại Mỹ, quá hạn thị thực du lịch. Đó là một quyết định khó khăn, bởi vào lúc đó em nghĩ nếu em quyết định như vậy, có lẽ em sẽ không thể gặp gia đình trong nhiều năm. Liu hiện đang cư trú ở Los Angeles trong tình trạng một di dân bất hợp pháp, không thể đi làm. Liu đang lo lắng về học phí đại học. Lệnh hành pháp của Tổng thống Obama không giúp ích gì cho trường hợp của Liu, bởi vì em đến Mỹ khi đã quá hạn được khoản trục xuất dành cho trẻ em. Liu nói cho dù những người hội đủ điều kiện được miễn trục xuất tạm, cũng ngần ngại ra nộp đơn. Đặc biệt là trong cộng đồng người gốc Á, nhiều người sẽ lo ngại không biết gia đình của họ có bị ảnh hưởng gì hay không nếu họ bước ra khỏi bóng tối và nộp đơn xin hoãn trục xuất. Một trong những điểm chính trong lệnh hành pháp của Tổng thống Obama là để các gia đình được đoàn tụ bằng cách hoãn răn đe trục xuất các di dân bất hợp pháp nào đã ở Mỹ nhất 5 năm và có con cái là cư dân hợp pháp ở Mỹ. Tuy nhiên, những ai bị xem là một mối đe dọa về an ninh hoặc có tiền án hình sự sẽ vẫn tiếp tục đối diện với lệnh trục xuất. Anh David Ross, một di dân từ Campuchia thuộc diện đó. Năm 16 tuổi, anh Ross phạm tội giết người và bị tù 19 năm. Từ đó, anh mất quy chế thường trú nhân và đang chờ ngày bị trục xuất. Tôi đến Mỹ mà chẳng biết tiếng Anh, chẳng được học hành, chẳng có tiền. Và chúng tôi đã phải bươn chải rất nhiều. Và hậu quả của sự cơ cực đó là tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trong đời. Theo tổ chức thăng tiến công lý người Mỹ gốc Á Asian Law Caucus, người gốc Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương bị trục xuất vì phạm tội hình sự nhiều gấp 5 lần so với các sắc dân khác. Luật sư Siêu Minh Chia của Trung tâm Luật pháp Di trú Quốc gia nói rằng có rất nhiều lý do phức tạp. Sự thất bại của các chính sách tái định cư cho người tị nạn và sự kiện có rất nhiều người Đông Nam Á sống trong các cộng đồng đã có sẵn tỷ lệ tội phạm khá cao và thiếu sự hỗ trợ, thiếu các cơ chế và mạng lưới xã hội để có thể mở ra cho các di dân những chọn lựa ngoài con đường tội phạm. Bà Chia nói rằng nhiều di dân gốc Đông Nam Á này đã thay đổi cách sống sau khi mãn hạn tù, trong đó có anh David Ross. Bây giờ anh có việc làm, chăm lo cho gia đình có hai con và đi làm việc tình nguyện. Anh hy vọng luật sẽ thay đổi để quan tòa có thể quyết định ai đã có tiền án hình sự sẽ bị trục xuất và ai được ở lại. Mở ra điều kiện để phán xét theo luật pháp sẽ mang lại một cơ hội ở bước thứ nhất. Bởi vì quan tòa có thể phán quyết dựa vào hành kiểm của người đó, chứ không phải người đó có quá khứ như thế nào, mà người đó hiện ra sao. Cả David Ross và Peter Liu nói rằng họ phải lên tiếng bất chấp nguy cơ có thể bị trục xuất với hy vọng rằng các nhà lập pháp biết về hoàn cảnh của họ và cải tổ hệ thống di trú có lợi cho họ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ vora@gmail.com. Hòa Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.